Sáng ngày 24 tháng 7, phường Trần Nguyên Hãn đã long trọng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham dự có đồng chí Đặng Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các tổ chức chính trị xã hội phường, tổ trưởng 11 tổ dân phố cùng gần 180 đồng chí thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ. Tại buổi gặp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, trong đó nhấn mạnh đây là một sự kiện lịch sử thiêng liêng có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện sự tôn vinh tri ân của nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Phát biểu cảm tưởng tại đây, đại diện người có công đã chia sẻ về những câu chuyện, những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian tham gia chiến đấu, cùng những suy nghĩ, cảm xúc, cảm tưởng về buổi gặp mặt. Nhân dịp này, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ đã được nhận quà của các cấp. Ngoài ra, phường Trần Nguyên Hãn cũng đã trích quỹ đền ơn đáp nghĩa của phường để tặng quà cho 180 đối tượng thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng tiền mặt và một túi quà trị giá 50.000 đồng. Trước khi buổi gặp mặt diễn ra, các đồng chí lãnh đạo, trưởng các tổ chức chính trị xã hội phường và lãnh đạo các tổ dân phố đã đến dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường. Tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và để tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa từ trần.